Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Sức Khỏe và Đời Sống. Vậy là chúng ta đã sống trong những khoảnh khắc đầu tiên của năm mới Giáp Thìn 2024. Xin được kính chúc quý vị năm mới an khang thịnh vượng, phát lộc phát tài. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đón xem những nội dung đặc biệt của chương trình phát sóng tối mùng 1 Tết trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, Tết Nguyên đán là một ngày lễ phổ biến ở nhiều nước châu Á, đánh dấu sự bắt đầu của năm mới theo âm lịch. Mặc dù mỗi nơi, mỗi khác, nhưng tất cả các nghi lễ phong tục đón Tết âm lịch của các quốc gia đều hướng tới mong cầu một năm mới, nhiều điều tốt đẹp, may mắn, hạnh phúc và bình an. Mời quý vị cùng chúng tôi du ngoạn các nước để khám phá những phong tục đón Tết độc đáo của một số quốc gia. Những phong tục đón Tết của các nước trên thế giới. Dù cùng đón Tết âm lịch, nhưng Tết ở các nước trong khu vực Đông Nam Á được đánh giá tương đối đa dạng và khác biệt bởi đặc điểm đa dân tộc, đa tôn giáo và đa văn hóa. Theo nhiều quan điểm, ý nghĩa của Tết có thể gắn liền với thời khắc giao thoa năm cũ sang năm mới như tại Singapore và Việt Nam, hay là khoảng thời gian chuyển mùa từ mùa khô sang mùa mưa như Lào, Campuchia, Myanmar. Còn tại Malaysia, Indonesia, Brunei, Philippines, Đông Timor, dịp Tết gắn liền với một cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển tôn giáo chính của quốc gia. Trước hết, quốc gia cùng ăn Tết Nguyên đán giống như ở Việt Nam phải nhắc tới quốc đảo sư tử Singapore. Là một quốc gia đa sắc tộc mà phần lớn là người gốc Hoa, Tết ở Singapore nhộn nhịp với hàng loạt lễ hội mang đậm phong cách phương Tây, xen lẫn với nét văn hóa truyền thống của người Trung Quốc. Trong những ngày này, diễn ra các cuộc thăm viếng, chúc Tết và đi chùa cầu may. Ngoài ra còn là các hoạt động vui chơi như múa lân, múa rồng, hoạt động lễ hội lớn như lễ hội Hoa Đăng, lễ hội River Hồng Bào. Tết Nguyên đán của người Singapore gây chú ý bởi không gian rất nhiều màu đỏ được trang trí khắp mọi nhà và trên mọi nẻo đường của quốc gia này. Đặc biệt gần như ngày nào, nhà cũng trồng cây quất trước cửa nhà vì quan niệm quả quất trông giống như vàng và tượng trưng cho tài lộc. Sau bữa cơm đoàn viên, thường người dân ở quốc gia này sẽ đi chùa và dâng lời cầu nguyện lên các vị thần. Trung Quốc là quốc gia láng giềng của Việt Nam, cũng có nhiều phong tục đón năm mới tương đồng với người Việt. Vào những ngày cuối năm, người dân sẽ lau dọn nhà cửa thật sạch sẽ vì tin rằng việc dọn dẹp lúc này sẽ quét sạch hết những điểm xấu, không may mắn trong cả năm cũ đi. Ẩm thực ngày Tết của Trung Quốc sẽ không thể thiếu các món ăn thường nhật như cá, bánh bao, bánh gạo, mì trường thọ và chả giò. Đầu năm mới, người lớn sẽ tặng trẻ nhỏ những phong bao lì xì đỏ chứa tiền. Số tiền lì xì thường kết thúc bằng số 8 hoặc 6 vì được cho là những từ đồng âm với phát lộc và suôn sẻ. Hàn Quốc cũng là quốc gia rất chú trọng việc đón Tết Nguyên đán. Tết ở đây thường kéo dài 3 ngày, từ ngày giao thừa cho đến hết mùng 2 Tết. Đây cũng là dịp để nhiều người quay trở về quê để sum họp với người thân. Ẩm thực ngày Tết của Hàn Quốc là các món ăn truyền thống như canh bánh gạo, bánh chiên hoặc bánh xèo. Tết cũng là dịp để người Hàn Quốc thực hiện các nghi thức thờ cúng, bày biện hoa quả, đồ ăn lên ban thờ, bày tỏ sự tôn kính với tổ tiên, cùng cầu nguyện cho năm mới hạnh phúc, bình an. Khác với nhiều quốc gia, lì xì của người Hàn Quốc tặng cho trẻ nhỏ là những chiếc túi lụa đựng tiền. Một số nơi còn lưu giữ phong tục làm nhà mặt trăng vào dịp năm mới. Vào ngày rằm tháng giêng, người dân sẽ chất đầy củi trong ngôi nhà mặt trăng rồi đốt để xua đuổi tà ma, cầu mong những điều ước của họ trở thành hiện thực trong năm tới. Giống như người dân nhiều quốc gia đón Tết âm lịch khác, người dân Nhật Bản cũng chú trọng việc dọn dẹp nhà cửa trước Tết. Đặc biệt với niềm tin rằng để may mắn tràn vào nhà, họ sẽ mở rộng cửa sổ và cửa ra vào. Trong ngày Tết, họ cũng đến thăm họ hàng và những người lớn sẽ lì xì phong bao đỏ cho trẻ nhỏ và những thiếu niên chưa lập gia đình. Ẩm thực ngày Tết của người Nhật cũng đặc sắc, bữa tất niên gồm có các món cuốn như sushi, cá và bánh nếp. Họ cũng ưu tiên các món ăn có tôm, củ sen bởi quan niệm đó là những món mang đến may mắn và trường thọ. Ở Triều Tiên, Tết năm mới được gọi là Seon. Trong những ngày đầu năm mới, người dân Triều Tiên có những nghi lễ đặc biệt tưởng nhớ đến tổ tiên. Tết Nguyên đán ở Triều Tiên cũng là thời gian để mọi người sum họp bên gia đình. Về ẩm thực trong dịp năm mới, Triều Tiên có bánh songpyeon là một loại bánh gạo có hình trăng khuyết. Loại bánh truyền thống này chứa đựng quan niệm của người xưa, trăng khuyết rồi sẽ lại đầy. Như cuộc đời vẫn đổi thay, nhưng tinh thần thì luôn hướng tới những điều tốt đẹp.
Phong tục đón Tết Nguyên đán ở Malaysia tương đồng nhiều quốc gia khác, chú trọng việc dọn dẹp nhà cửa, gia đình quây quần sum họp, phát phong bao lì xì và múa lân sư rồng. Điểm đặc biệt là người Malaysia sẽ cố gắng xóa hết nợ trước Tết Nguyên đán để có tài vận tốt hơn trong năm tới. Họ còn tặng tiền lì xì cho các tổ chức từ thiện địa phương. Tết âm lịch là một trong hai dịp lễ lớn nhất của người Mông Cổ trong năm để đón chào mùa xuân mới, cũng là dịp để gia đình con cháu sum vầy, thắt chặt mối quan hệ, chuẩn bị cho ngày Tết. Người Mông Cổ sẽ dọn dẹp nhà cửa, chuồng trại, tắm rửa, mặc quần áo mới vì quan niệm để đón năm mới cho sạch sẽ. Ẩm thực truyền thống ngày Tết của người Mông Cổ là các sản phẩm làm từ sữa, bánh, thịt cừu, thịt bò, thịt ngựa, cơm ăn cùng với sữa đông hay cơm ăn chung với nho khô. Trước giao thừa, đàn ông Mông Cổ sẽ thực hiện nghi lễ quan trọng là lên một ngọn đồi hay núi gần đó để cầu nguyện. Sau đó, mỗi người chọn một hướng đi mà theo tử vi hợp với họ để xuất hành. Philippines được xem là quốc gia có truyền thống đón Tết âm lịch muộn nhất trong lịch sử văn hóa châu Á. Năm 2012, chính phủ Philippines mới chính thức công nhận Tết âm lịch là một trong những ngày lễ lớn nhất trong năm. Trong những ngày Tết, người dân thường đi chùa, nhà thờ, cầu cho một năm may mắn, an lành, thịnh vượng. Hoạt động đón mừng năm mới của người Philippines luôn có các màn múa lân, múa rồng. Ẩm thực trong ngày Tết là món bánh gạo ngọt. Bánh này được làm từ gạo nếp, trộn mỡ heo, đường và nước, sau đó trộn chung với trứng gà, đánh đều trước khi chiên. Sự hòa quyện các nguyên liệu của bánh tikoi có ý nghĩa cầu chúc cho mọi người trong gia đình luôn bên nhau. Tết âm lịch tại Ấn Độ được gọi là lễ hội Holi hay còn được biết đến với cái tên lễ hội của màu sắc. Lễ hội Holi được xem là một trong những lễ hội vào mùa xuân quan trọng nhất trong năm của người dân Ấn Độ. Lễ hội Holi là sự đánh dấu thời điểm kết thúc một mùa đông khắc nghiệt để chào đón một mùa xuân tươi mới. Bên cạnh đó, người Ấn Độ cũng cho rằng nắng ấm của mùa xuân sẽ giúp xua tan đi cái lạnh mùa đông, giống như việc cái thiện đánh lùi cái ác. Trong ngày lễ Holi có diễn ra một sự kiện vô cùng độc đáo và nổi tiếng, mọi người sẽ ném bột màu vào nhau dù có quen biết hay không. Tết cổ truyền ở Bhutan được gọi là Losar, là ngày lễ quan trọng nhất năm tại quốc gia này tính theo âm lịch. Tết Losar diễn ra trong vòng 15 ngày và 3 ngày đầu tiên của năm mới được xem là ngày quan trọng nhất đối với người dân Bhutan. Vào ngày Tết, người dân quây quần bên gia đình cùng dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị mâm cơm truyền thống trái cây để cúng tổ tiên, tạ ơn thần linh và tổ tiên ban tặng cuộc sống ấm no và mạnh khỏe trong năm qua. Theo phong tục truyền thống, trong Tết, người dân đi lễ chùa, múa hát, tổ chức lễ hội. Một trong những phong tục độc đáo là tham gia các cuộc thi bắn cung. Vào ngày đầu năm mới, lì xì hay còn gọi là mừng tuổi cũng là một nét văn hóa đặc sắc không thể thiếu trong dịp Tết âm lịch của người Việt. Dù cách đón Tết nay và Tết xưa ít nhiều đã có những thay đổi, nhưng lì xì mừng tuổi vẫn là một nét đẹp, trao đi những lời chúc tốt lành đầu năm với những người xung quanh. Nét đẹp lì xì ngày Tết của người Việt. Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, lòng người lại xốn sang tiện năm cũ đón năm mới với nhiều nét đẹp văn hóa ngày Tết và phong tục lì xì cũng là nét đẹp ấy. Theo truyền thống, sáng mùng 1 Tết, cả gia đình sẽ sum họp lại với nhau, thắp hương tổ tiên và cùng nhau vui vầy ăn Tết. Trẻ nhỏ trao cho người lớn những lời chúc tốt đẹp, ông bà cha mẹ thì gửi đến trẻ trong nhà những phong bao lì xì đỏ để lấy lộc đầu năm. Đây được xem như phong tục chẳng thể thiếu vào ngày Tết cổ truyền Việt. Phong tục lì xì ngày Tết xuất hiện từ rất xưa tại Trung Hoa và cũng có rất nhiều câu chuyện giải thích về sự ra đời của phong bao lì xì này. Tiếng lành đồn xa, cứ mỗi đêm giao thừa, nhà nhà đều gói đồng tiền và giấy đỏ rồi tặng cho con cháu để cầu an. Từ đó tục lì xì vào ngày Tết ra đời. Ngày nay, tục lì xì ngày Tết rất phổ biến trong những quốc gia châu Á như Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản. Ý nghĩa lì xì ngày Tết là cầu chúc may mắn, sức khỏe và tài lộc cho mọi người. Theo đó, cả người nhận và người tặng phong bao đều nhận những điều tốt đẹp trong năm mới. Ý nghĩa của phong bao lì xì không nằm ở số tiền mừng, mà quan trọng là ở thiện chí, ý nghĩa tốt đẹp của hành động. Tiền lì xì thường là những món tiền nhỏ, gồm cả tiền lẻ và tiền chẵn. Chiếc phong bao còn tượng trưng cho sự kín đáo, không muốn người nhận có sự so bì tị nạnh. Do đó, người nhận không mở phong bao trước mặt người tặng. Theo phong tục, cứ giao thừa hoặc mùng 1, các gia đình người Việt tụ họp đông đủ với nhau cùng thắp nén hương lên tổ tiên, cùng vui đùa ăn uống, chúc mừng năm mới. Đây cũng là dịp mà con cháu trong nhà chúc Tết đến ông bà,
cha mẹ và nhận lì xì mừng tuổi. Phong bao lì xì màu đỏ bên trong có số tiền nhỏ, tượng trưng cho lời chúc may mắn, mạnh khỏe, gặp nhiều thành công trong công việc, học tập mà người lớn muốn gửi đến trẻ. Ngày nay, việc mừng tuổi đã không còn giới hạn trong ngày mùng 1 hay 3 ngày đầu năm nữa, mà chỉ cần còn không khí Tết thì vẫn có thể lì xì con cháu của mình. Ngoài ra, tục lì xì cũng không còn giới hạn chỉ người lớn lì xì cho trẻ nhỏ nữa. Chỉ cần là người đã đi làm có thu nhập là có thể mừng tuổi những bậc cao niên như cha mẹ, ông bà rồi. Không chỉ người thân trong gia đình, tục lì xì đã mở rộng khi bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm chúc Tết cũng có thể lì xì lẫn nhau. Thưa quý vị, Tết Nguyên đán là sự kiện trọng đại đối với người Việt. Các phong tục truyền thống trong dịp này đều có ý nghĩa sâu sắc với mong muốn đem lại may mắn phúc lộc cho một năm mới an khang thịnh vượng. Chào đón một năm mới Giáp Thìn 2024, chúng tôi xin gửi tới quý vị những lời chúc bình an, thành công và khỏe mạnh. Chương trình của chúng tôi xin phép được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp quý vị trong những chương trình tiếp theo.